Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 4. Con trai của Giuđa là Phê-rết, Hết-rôn, Cạc-mi, Hu-rơ và Sô-banh. Re-a-gia, con trai Sô-banh, sanh Gia-hát. Gia-hát, sanh A-hu-mai và La-hát. Ấy là các họ hàng của dân Sô-ra-tít. Đây là con cháu của A-bi-ê-tam, Gít-rê-ên, Gít-ma và Di-ba. Em gái họ là Ha-sê-lê-bô-ni. Lại có Phê-nu-ên là tổ phụ của Gê-đô và Ê-xê tổ phụ của Hu-sa. Ấy là con cháu của Hu-rơ, con trưởng nam của Ép-ra-ta, tổ phụ của Bethlehem. A-su-rơ, tổ phụ của Thê-cô-a, lấy hai vợ là Hê-lê-a và Na-a-ra. Na-a-ra sanh A-hu-sam, Hê-phe, Thê-mê-ni và A-hách-tha-ri. Ấy là các con trai của Na-a-ra. Con trai của Hê-lê-a là Sê-rết, Sô-ha và Ết-nan. Ha-cốt sanh A-núp, Hát-xô-bê-ba và dòng A-ha-hên, con Ha-rum. Gia-bê được tôn trọng hơn anh em mình. Mẹ người đặt tên là Gia-bê vì nói rằng: ta sanh nó trong sự đau đớn. Gia-bê khấn nguyện với Đức Chúa Trời của Israel rằng: Chúa chi Chúa ban phước cho tôi, mở bờ cõi tôi rộng lớn. Nguyện tay Chúa phù giúp tôi, giữ tôi được khỏi sự dữ, hầu cho tôi chẳng buồn rầu. Đức Chúa Trời bèn ban cho y như sự người cầu nguyện. Kê-lúp, anh em của Su-ha, sanh Mê-hia, tổ phụ của Ê-tôn. Ê-tôn sanh nhà Ra-pha, Pha-xê-a và Tê-hi-na, tổ tiên của dân thành Na-hách. Ấy là những người Rê-ca. Con trai của Kê-na là Ốc-ni-ên và Sê-ra-gia. Con trai của Ốc-ni-ên là Ha-thác. Mê-ô-nô-thai sanh Ốp-ra, Sê-ra-gia sanh Dô-áp, tổ phụ của các người ở trũng thợ mộc, vì họ đều là thợ mộc. Các con trai của Ca-lép, cháu của Giê-phu-nê là Y-ru, Ê-la và Na-am, cùng những con trai của Ê-la và Kê-na. Con trai của Giê-ha-lê-lê là Síp, Si-pha, Thi-ria và A-sa-rên. Con trai của E-sơ-ra là Giê-the, Mê-rết, Ê-phe và Gia-lôn. Vợ của Mê-rết sanh Miriam, Sa-mai và Dít-bác, tổ phụ của Ết-tê-mô-a. Vợ người là dân Giu-đa, sanh Giê-rệt, tổ phụ của Gê-đô, Hê-bê, tổ phụ của Sô-cô và Giê-cu-ti-ên, tổ phụ của Sa-nô-a. Ấy là con cháu của Bi-thia, con gái của Pha-ra-ôn mà Mê-rết cưới lấy. Con trai của vợ Hô-đia, chị em Na-ham, là cha của Kê-hi-la người Gạt-mít và Ết-tê-mô-a người Ma-ca-thít. Con trai của Si-môn là Am-nôn, Ri-na, Bên-ha-nan và Ti-lôn. Con trai của Di-si là Sô-hết và Bên-sô-hết. Con cháu Sê-la, con trai Giu-đa là Ê-rơ, tổ phụ của Lê-ca, La-ê-đa, tổ phụ của Ma-rê-sa và các họ hàng về dòng dõi Ách-bê-a là kẻ dệt vải gai mịn. Lại có Giô-kim và những người Cô-sê-ba, Giô-ách và Sa-ráp là người cai trị đất Mô-áp cùng Gia-su-bi-lê-chem. Ấy là điều cổ tích. Những người này là thợ gốm ở tại Nê-ta-im và Gê-đê-ra. Chúng ở gần vua mà làm công việc người. Con trai của Si-mê-ôn là Nê-mu-ên, Gia-min, Gia-ríp, Sê-ra, Sao-lơ. Sa-lum, con trai của Sao-lơ, Míp-sam, con trai của Sa-lum và Mít-ma, con trai của Míp-sam. Con trai của Mít-ma là Ham-mu-ên. Con trai của Ham-mu-ên là Sa-cu. Con trai của Sa-cu là Si-mê-i. Còn Si-mê-i có 16 con trai và 6 con gái. Song anh em người không đông con. Cả họ hàng chúng sánh với số người Giu-đa thì kém. Chúng ở tại Be-e-sê-ba, tại Mô-la-đa, tại Ha-sa-sua, tại Bi-la, tại Ê-xem
và tại Tô Lát, lại ở tại Betuên, Hoạt Ma và Siết Lát, ở tại Bet Makabot, Hát Sa Sushim, Bet Bire và tại Sa Araim. Ấy là các thành của chúng cho đến đời vua David. Chúng cũng có năm hương thôn là Etam, Ain, Rimmon, Token và Asan, cùng các thôn ấp bốn phía của các hương thôn này cho đến Ba Anh. Ấy là chỗ ở và gia phổ của chúng. Lại Mesobab, Yamlet, Yosha, con trai của Amasia, Yoen và Jehu là con trai của Yoserbia, cháu Seraya, chắc Asien. Lại có Elioenai, Jacoba, Yeshohaya, Asaya, Adien, Yeshimien, Benaya, Sisa, con trai của Shifi, cháu của Alon, chắc của Yedaya, chít của Shimri, là con trai của Shemaya. Những người kể từng tên này là trưởng tộc trong họ mình. Tông tộc chúng thì thêm lên rất nhiều. Chúng sang qua Gedo, đến bên phía đông của trũng để kiếm đồng cỏ cho đoàn súc vật mình. Chúng bèn thấy đồng cỏ tươi tốt, còn đất thì rộng rãi, yên lặng và bình an. Khi trước, dòng dõi Cham ở đó. Những người đã kể tên trước đây trong đời Ê-xê-chia, vua nước Giu-đa kéo đến đánh các trại quân của chúng và những người Ma-ô-nít ở đó tuyệt hết họ, chiếm lấy đất và ở thay vào cho đến ngày nay, bởi vì tại đó có đồng cỏ để nuôi bầy súc vật của họ. Trong dòng Simeon có 500 người tiến đến núi Seir. Các quan cai họ là Phelatia, Nearia, Rephaia và Usien. Ấy là các con trai của Yishi. Chúng đánh người Amalek còn sót lại, rồi ở đó cho đến ngày nay. Chương 5. Vả, Ruben con trưởng nam của Israel, vì làm ô uế giường của cha mình, nên quyền trưởng tử đã về các con trai Joseph là con trai Israel. Dù vậy, trong gia phổ không chép Joseph là trưởng tử, vì Juda trỗi hơn anh em mình và bởi người mà ra vua chúa. Song quyền trưởng tử thì về Joseph. Này con trai của Ruben, con trưởng nam của Israel là Henoc, Phalu, Hetron và Cạc-mi. Con trai của Yoen là Shemaya. Con trai của Shemaya là Gót. Con trai của Gót là Shimei. Con trai của Shimei là Mika. Con trai của Mika là Reaya. Con trai của Reaya là Ba-anh. Con trai của Ba-anh là Be-era, bị Tiết Lát Phinese vua nước Syri bắt làm phu tù, người vốn làm trưởng tộc trong chi phái Ruben. Anh em của Be-era theo họ hàng mình, y như đã chép vào sách gia phổ, là Ye-i-en trưởng tộc, Sa-cha-ri, Bela con trai của Asa, cháu của Shema, chắc của Yo-en. Bela ở tại A-ro-e cho đến Nebo và Ba-anh-me-ôn. Về phía đông, người ở vào lối đồng vắng cho đến sông Ơ-pha-rát, vì trong xứ Ga-la-át bầy súc vật chúng có sanh thêm nhiều lắm. Trong đời vua Sau-lơ, chúng ra đánh giặc với dân Ha-ga-rít, thắng hơn họ và ở trong trại họ tại khắp miền phía đông xứ Ga-la-át. Con cháu Gác ở đối ngang chúng nó trong xứ Ba-san cho đến Sanh-ca. Yo-en là trưởng tộc, Sa-pham làm phó, lại có Gia-nai và Sa-phát ở Ba-san. Anh em tùy theo tông tộc chúng là 7 người: Mika-en, Mesulam, Sheba, Yorai, Gia-can, Sia và Ebe. Ấy là các con trai của Abihai. Abihai con trai của Huri. Huri con trai của Yaroa. Yaroa con trai của Galaad. Galaad con trai của Mikaen. Mikaen con trai của Yeshishai. Yeshishai con trai của Yakdo. Yakdo con trai của Buser. Ahi con trai của Abdien. Abdien con trai của Guni. Ahi làm trưởng tộc. Chúng ở nơi Ga-la-át, Ba-san cùng trong các hương thôn của xứ ấy, lại ở trong cõi Sa-rôn cho đến giới hạn nó. Những kẻ này đã được biên vào sách gia phổ trong đời vua Yô-tham nước Giu-đa và trong đời vua Giê-rô-bô-am nước Israel. Trong con cháu Ru-ben, người Gác và phân nửa chi phái Ma-na-se, các người lính chiến có tài cầm khiên, cầm gươm, dương cung và thạo về chinh chiến
là 44.760 người có thể ra trận được. Chúng giao chiến với dân Hagarit, dân Dê-tua, dân Na-phi và dân Nô-đáp. Trong khi giao chiến, chúng kêu cầu cùng Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời vì chúng có lòng tin cậy Ngài thì cứu giúp cho phó dân Hagarit và cả những kẻ theo nó vào tay chúng. Chúng bắt được những bầy súc vật của các dân ấy là 5 vạn lạc đà, 25 vạn chiên, 2.000 lừa và luôn 10 vạn người. Cũng có nhiều người bị chết vì trận này bởi Đức Chúa Trời mà có. Chúng ở thay vào các dân tộc ấy cho đến khi bị bắt dẫn đi làm phu tù. Người nửa chi phái Manasse ở trong xứ từ Ba Sang cho đến Ba Anh Hẹt Môn, Senia và núi Hẹt Môn, nhân số họ rất đông. Đây là các trưởng tộc trong dòng dõi chúng: Efe, Yishi, Elien, Adrien, Jeremy, Hodavia và Yakdien đều là các trưởng tộc vốn người mạnh dạn có danh tiếng. Song chúng phạm tội cùng Đức Chúa Trời của các tổ phụ mình và thông dâm cùng những thần của các dân tộc của xứ mà Đức Chúa Trời đã hủy hoại trước mặt chúng. Đức Chúa Trời của Israel xui dục lòng Phun, vua nước Assyri, và tiếc lát Phinnese, cũng vua nước Assyri, đến bắt người Ruben, người Gad và nửa chi phái Manasse, đem chúng về ở Hala, Chabo, Hara và miền gần sông Gosan, là nơi chúng còn ở cho đến ngày nay. Chương 16. Paulo tới thành Đẹp-bơ và thành Lít-rơ. Nơi đó có một môn đồ tên là Timôthê, con có một người đàn bà Giu-đa đã tin, còn cha thì người Grec. Anh em ở thành Lít-rơ và thành Iconi đều làm chứng tốt về người. Paulo muốn đem người theo, bởi có những người Giu-đa ở trong các nơi đó, nên Paulo lấy người và làm phép cắt bì cho, vì hết thảy đều biết cha Timôthê là người Grec. Hễ ghé qua thành nào, hai người cũng dặn biểu phải giữ mấy lề luật mà sứ đồ và trưởng lão tại thành Jerusalem lập ra. Ấy vậy, các hội thánh được vững vàng trong đức tin và số người càng ngày càng thêm lên. Đoạn, trải qua xứ Phrygi và đất Galati, vì Đức Thánh Linh đã cấm truyền đạo trong cõi Asi. Tới gần xứ Mysi rồi, hai người sắm sửa vào xứ Bithyni, nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Giêsu không cho phép. Bèn kiếp qua khỏi xứ Mysi và xuống thành Troas. Đương ban đêm, Phaolô thấy sự hiện thấy. Có một người Macedon đứng trước mặt mình nài xin rằng: "Hãy qua xứ Macedon mà cứu giúp chúng tôi." Phaolô vừa thấy sự hiện thấy đó rồi, chúng ta liền tìm cách qua xứ Macedon vì đã định rằng Đức Chúa Trời gọi chúng ta rao truyền tin lành ở đó. Vậy, chúng ta từ thành Troas đi thuyền thẳng đến đảo Samothrace, bữa sau đến thành Neapoli. Từ nơi đó chúng ta tới thành Philip, là thành thứ nhất của tỉnh Macedon và là thuộc địa nước Roma. Chúng ta ở tạm đó vài ngày. Đến ngày Sa-bát, chúng ta ra ngoài cửa thành, đến gần bên sông là nơi chúng ta tưởng rằng người ta nhóm lại đặng cầu nguyện. Chúng ta ngồi xong giảng cho những đàn bà đã nhóm lại. Có một người trong bọn đó nghe chúng ta tên là Lydi, quê ở thành Thyatira, làm nghề buôn hàng sắc tía, vẫn kính sợ Đức Chúa Trời. Chúa mở lòng cho người, đặng chăm chỉ nghe lời Phaolô nói. Khi người đã chịu phép báp têm với người nhà mình rồi, thì xin chúng ta rằng: "Nếu các ông đã đoán tôi là trung thành với Chúa, thì hãy vào nhà tôi mà ở lại đó." Rồi người ép mời vào. Một ngày kia, chúng ta đi cầu nguyện, gặp một đứa đầy tớ gái bị quỷ phi tôn ám vào, hay bói khoa, làm lợi lớn cho chủ nó. Nó theo Phaolô và chúng ta mà kêu la rằng: "Những người đó là đầy tớ của Đức Chúa Trời rất cao, rao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi." Trong nhiều ngày, nó cứ làm vậy, nhưng Phaolô lấy làm cực lòng, xây lại nói cùng quỷ rằng: "Tại nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ mà truyền mày ra khỏi người đàn bà này." Chính giờ đó quỷ liền ra khỏi. Song le các chủ nàng thấy mình chẳng còn trông được lợi lộc nữa, bèn bắt Phaolô và Sila kéo đến nơi công sở trước mặt các quan, rồi điệu đến các thượng quan mà thưa rằng: "Những người này làm rối loạn thành ta, ấy là người Giu-đa, dạy dỗ các thói tục mà chúng ta chẳng nên nhận lấy hoặc vâng theo, vì chúng ta là người Roma."
đoàn dân cũng nổi lên nghịch cùng hai người, và khi các thượng quan khiến xé áo hai người ra rồi, bèn truyền đánh đòn. Sau khi người ta đánh nhiều đòn rồi, thì bỏ vào ngục, dặn người Đề Lao phải canh giờ cho nghiêm nhặt. Được lệnh đó, Đề Lao bỏ hai người vào ngục tối và tra chân vào cùm. Lối nửa đêm, Phao-lô và Si-la đương cầu nguyện hát ngợi khen Đức Chúa Trời và những tù phạm đều nghe. Thình lình, có cơn động đất rất lớn, đến nỗi nền ngục rúng động. Cùng một lúc các cửa mở ra, xiềng tù phạm thảy đều tháo cả. Người Đề Lao giật mình thức dậy, thấy các cửa ngục đều mở, tưởng tù đã trốn hết, bèn rút gươm toan giết mình. Nhưng Phao-lô kêu người lớn tiếng rằng: "Chớ làm hại mình, chúng ta đều còn cả đây." Người Đề Lao bèn kêu lấy đèn, chạy lại run sợ lắm, gieo mình nơi chân Phao-lô và Si-la. Đoạn đưa hai người ra ngoài mà hỏi rằng: "Các chúa ơi, tôi phải làm chi cho được cứu rỗi?" Hai người trả lời rằng: "Hãy tin Đức Chúa Giê-xu thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi." Hai người truyền đạo Đức Chúa Trời cho người và cho những kẻ ở nhà người nữa. Trong ban đêm, 9 giờ đó, người Đề Lao đem hai người ra rửa các thương tích cho, rồi tức thì người và mọi kẻ thuộc về mình đều chịu phép báp têm. Đoạn, người Đề Lao mời hai người lên nhà mình, đặt bàn, và người với cả nhà mình đều mừng rỡ vì đã tin Đức Chúa Trời. Đến sáng, thượng quan sai lính nói cùng người Đề Lao rằng: "Hãy thả các người ấy đi." Người trình lời đó cùng Phao-lô rằng: "Các thượng quan đã khiến truyền cho tôi thả các ông, vậy hãy ra và xin đi cho bình yên." Nhưng Phao-lô nói cùng lính rằng: "Chúng ta vốn là quốc dân Roma, khi chưa định tội họ đã đánh đòn chúng ta giữa thiên hạ rồi bỏ vào ngục, nay họ lại thả lén chúng ta ư? Điều đó không được, chính các quan phải tới đây mà thả chúng ta mới phải." Các thượng quan nghe lính trình lại bấy nhiêu lời, biết hai người đó là người Roma thì sợ hãi. Họ bèn đến nói với hai người: "Thả đi và xin lìa khỏi thành." Khi ra ngục rồi, hai sứ đồ vào nhà Ly đi thăm và khuyên bảo anh em rồi đi. Chương 17. Phao-lô và Si-la đi ngang qua thành Amphipolis và thành Apolloni, rồi tới thành Thessalonica. Ở đó người Giu-đa có một nhà hội. Phao-lô tới nhà hội theo thói quen mình và trong 3 ngày Sa-bát biện luận với họ, lấy kinh thánh cắt nghĩa và giải tỏ tường về Đấng Christ phải chịu thương khó rồi từ kẻ chết sống lại. Người nói rằng: "Đấng Christ này tức là Đức Chúa Giê-xu mà ta rao truyền cho các ngươi." Trong bọn họ có một vài người được khuyên dỗ nối theo Phao-lô và Si-la, lại cũng có rất nhiều người Grec vẫn kính sợ Đức Chúa Trời và mấy người đàn bà sang trọng trong thành nữa. Nhưng người Giu-đa đầy lòng ghen ghét, rủ mấy đứa hoang đàn nơi đường phố, xúi dục đoàn dân gây loạn trong thành. Chúng nó xông vào nhà của Gia-sôn tìm bắt Phao-lô và Si-la đặng điệu đến cho dân chúng. Tìm không được, bèn kéo Gia-sôn và mấy người anh em đến trước mặt các quan án trong thành mà la lên rằng: "Kìa, những tên này đã gây thiên hạ nên loạn lạc, nay có đây và Gia-sôn đã chứa chúng." Chúng nói hết thảy là đồ nghịch mạng Sê-sa, vì nói rằng có một vua khác là Giê-xu. Bấy nhiêu lời đó làm rối động đoàn dân và các quan án. Song khi các quan án đòi Gia-sôn và các người khác bảo lãnh rồi thì tha cho ra. Tức thì trong ban đêm, anh em khiến Phao-lô và Si-la đi đến thành Bê-rê. Đến nơi rồi thì vào nhà hội người Giu-đa. Những người này có ý hẳn hoi hơn người Tê-sa-lô-ni-ca, đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem kinh thánh để xét lời giảng có thật chăng. Trong bọn họ có nhiều người tin theo, với mấy người đàn bà Grec sang trọng và đàn ông cũng khá đông. Nhưng khi người Giu-đa ở thành Tê-sa-lô-ni-ca hay, Phao-lô cũng truyền đạo Đức Chúa Trời tại thành Bê-rê, bèn đến đó để rải sự xao xuyến rối loạn trong dân chúng. Tức thì, anh em khiến Phao-lô đi phía biển, còn Si-la với Ti-mô-thê ở lại thành Bê-rê. Những người dẫn Phao-lô đưa người đến thành A-then rồi trở về, đem lệnh cho Si-la và Ti-mô-thê phải đến cùng người cho gấp. Phao-lô đương đợi hai người tại thành A-then, động lòng tức giận vì thấy thành đều đầy những thần tượng.
Vậy người biện luận trong nhà hội với người Giuđa và người mới theo đạo Giuđa lại mỗi ngày với những kẻ nào mình gặp tại nơi chợ. Có mấy nhà triết học về phái Epicurean và phái Stoicean cũng cãi lẽ với người. Kẻ thì hỏi, người già mép này muốn nói gì đó? Người thì nói, người dường như giảng về các thần ngoại quốc, vì Phao-lô truyền cho chúng về Đức Chúa Giê-xu và sự sống lại. Chúng bắt người, đem đến nơi Areopa mà hỏi rằng, chúng tôi có thể biết được đạo mới nào mà ông dạy đó chăng? Vì chân ông giảng cho chúng tôi nghe sự lạ, chúng tôi muốn biết ý nghĩa điều đó là gì. Vả, hết thảy người Athen và người ngoại quốc ngụ tại thành Athen chỉ lo nói và nghe việc mới lạ mà thôi. Bây giờ Phao-lô đứng giữa Areopa nói rằng, hỡi người Athen, phàm việc gì ta cũng thấy các ngươi sốt sắng quá chừng. Vì khi ta trải khắp thành các ngươi, xem xét khí vật các ngươi dùng thờ phượng, thì thấy một bàn thờ có chạm chữ rằng, thờ Chúa không biết. Vậy, đấng các ngươi thờ mà không biết đó là đấng ta đương rao truyền cho. Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó là Chúa của trời đất, chẳng ngự tại đền thờ bởi tay người ta dựng nên đâu. Ngài cũng chẳng dùng tay người ta hầu việc Ngài dường như có cần đến sự gì. Vì Ngài là đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài. Ngài đã làm cho muôn dân sinh ra bởi chỉ một người và khiến ở khắp trên mặt đất. Định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở, hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời và hết sức rờ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta. Vì tại trong Ngài, chúng ta được sống, động và có. Y như xưa một vài thi nhân của các ngươi có nói rằng, chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài. Vậy, bởi chúng ta là dòng dõi Đức Chúa Trời, thì chớ nên ngờ rằng Chúa giống như vàng bạc hay là đá bởi công nghệ và tài xảo của người ta chạm chỗ nên. Vậy thì Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay bảo hết thảy các ngươi trong mọi nơi đều phải ăn năn. Vì Ngài đã chỉ định một ngày khi Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian bởi người Ngài đã lập, và Đức Chúa Trời đã khiến người từ kẻ chết sống lại để làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ. Khi chúng nghe nói về sự sống lại của kẻ chết, kẻ thì nhạo báng, người thì nói rằng, lúc khác chúng ta sẽ nghe ngươi nói về việc đó. Vì vậy, Phao-lô từ giữa đám họ bước ra. Nhưng có mấy kẻ theo người và tin, trong số đó có Deni là một quan tòa nơi Areopa và một người đàn bà khác tên là Damari cùng các người khác. Chương 18. Rồi đó, Phao-lô đi khỏi thành Athen mà tới thành Corinto. Tại đó, người gặp một người Giuđa tên là Aquila, quê ở xứ Bông, mới từ nước Italy đến đây với vợ mình là Berisin. Bởi vì vua Cơlốt có chỉ truyền mọi người Giuđa phải lánh khỏi thành Roma. Phao-lô bèn hiệp với hai người. Vì đồng nghề nên Phao-lô ở nhà hai người mà làm việc chung nhau. Vả nghề các người đó là may trại. Hễ đến ngày Sa-bát thì Phao-lô giảng luận trong nhà hội, khuyên dỗ người Giuđa và người Grec. Khi Sila và Timôthê từ xứ Macedon đến thì Phao-lô hết lòng chuyên lo về sự giảng dạy, làm chứng với người Giuđa rằng Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ. Nhưng vì chúng chống cự và khinh dễ người, nên người giũ áo mình mà nói rằng, ước gì máu các ngươi đổ lại trên đầu các ngươi, còn ta thì tinh sạch. Từ đây ta sẽ đi đến cùng người ngoại. Phao-lô ra khỏi đó, vào nhà một người tên là Titiu Yutu, là kẻ kính sợ Đức Chúa Trời, nhà người giáp với nhà hội. Bây giờ Corybu chủ nhà hội với cả nhà mình đều tin Chúa, lại có nhiều người Corinto từng nghe Phao-lô giảng cũng tin và chịu phép báp têm. Ban đêm Chúa phán cùng Phao-lô trong sự hiện thấy rằng, đừng sợ chi, song hãy nói và chớ làm thinh. Ta ở cùng ngươi, chẳng ai tra tay trên ngươi đặng làm hại đâu, vì ta có nhiều người trong thành này. Phao-lô ở lại đó 1 năm 6 tháng, dạy đạo Đức Chúa Trời trong đám họ. Lúc Galion đang làm quan trấn thủ xứ A-chai,
người Giu-đa đồng lòng nổi lên nghịch cùng Phao-lô và kéo người đến tòa án mà nói rằng: người này xui dân thờ Đức Chúa Trời một cách trái luật pháp. Phao-lô vừa toan mở miệng trả lời thì Ga-li-ôn nói cùng dân Giu-đa rằng: hỏi người Giu-đa, giá như về nỗi trái phép hay tội lỗi gì thì theo lẽ phải ta nên nhịn nhục nghe các ngươi. Song nếu biện luận về đạo lý, danh hiệu hay là luật pháp riêng của các ngươi thì hãy tự xử lấy, ta chẳng khứng xử đoán những việc đó đâu. Người bèn đuổi chúng ra khỏi tòa án. Bây giờ chúng bắt sốt then chủ nhà hội đánh đòn trước tòa án, nhưng Ga-li-ôn chẳng lo đến việc đó. Phao-lô ở lại thành Corinto ít lâu nữa rồi từ giã anh em, xuống thuyền đi với Berisin và Aquila qua xứ Syria sau khi đã chịu cạo đầu tại thành Cenchreae vì người có lời thề nguyện. Kế đó, ba người tới thành Epheso. Phao-lô để đồng bạn mình lại đó, còn người thì vào nhà hội nói chuyện với những người Giu-đa. Song khi chúng xin ở lại lâu hơn nữa thì người chẳng khứng. Người từ giã các người đó mà rằng: ví Đức Chúa Trời khứng thì chuyến khác ta sẽ đến nơi các ngươi. Rồi người từ thành Epheso mà đi. Khi đổ bộ tại thành Cesare rồi, người đi lên thành Jerusalem chào mừng hội thánh, đoạn lại xuống thành Antioch. Người ở đó ít lâu rồi lại đi trải lần lần khắp trong xứ Galati và xứ Phrygi, làm cho hết thảy môn đồ đều vững lòng. Bây giờ có một người Giu-đa tên là Apollo, quê tại thành Alexandri, là tay khéo nói và hiểu kinh thánh, đến thành Epheso. Người đã học đạo Chúa nên lấy lòng rất sốt sắng mà giảng dạy và dạy kỹ càng những điều về Đức Chúa Giê-xu, dẫu người chỉ biết phép báp têm của dân mà thôi. Vậy người khởi sự giảng cách dạng dĩ trong nhà hội. Berisin và Aquila nghe giảng bèn đem người về với mình, giải bày đạo Đức Chúa Trời cho càng kỹ lưỡng hơn nữa. Người toan sang xứ A Chai thì anh em dục lòng cho và viết thơ gửi dặn môn đồ phải tiếp đãi người tử tế. Khi tới rồi, người được nhờ ơn Đức Chúa Trời mà bổ ích cho kẻ đã tin theo, vì người hết sức bẻ bác người Giu-đa giữa thiên hạ, lấy kinh thánh mà bày tỏ rằng Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ. Thi Thiên 127. Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành thì người canh thức canh luống công. Uổng công thay cho các ngươi thức dậy sớm đi ngủ trễ và ăn bánh lao khổ. Chúa cũng ban giấc ngủ cho kẻ Ngài yêu mến bằng vậy. Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra, bông trái của tử cung là phần thưởng. Con trai sinh trong buổi đang thì khác nào mũi tên nơi tay giỏng sĩ. Phước cho người nào vắt nó đầy gùi mình. Người sẽ không hổ thẹn khi nói năng với kẻ thù nghịch mình tại cửa thành. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghố, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi,
những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.